Thưa quý vị và các đồng chí, tặng cờ Tổ quốc và ánh Bác cho ngư dân là chương trình hết sức ý nghĩa do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động vào năm 2019. Qua 2 năm triển khai, chương trình đã thu hút sự quan tâm và chung tay ủng hộ của nhiều cá nhân, tập thể, đơn vị trong và ngoài lực lượng Bộ đội Biên phòng. Chứng tỏ rằng đây là một chương trình có ý nghĩa chính trị và có sức lan tỏa rộng lớn. Hôm nay, sau hơn 2 tháng tàu nằm bờ, anh Ngô Thanh Xuyên và các thuyền viên trên tàu BV9359 tranh thủ hoàn tất thủ tục cuối cùng để ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu tiên. Tuân thủ các quy định test virus SARS-CoV-2 và các nguyên tắc phòng tránh dịch, các thủ tục xuất bến của anh được giải quyết rất nhanh chóng. Và trong chuyến biển này, anh có thêm niềm tin về một chuyến biển thuận buồm xuôi gió khi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bến Đá. Nói chung là một cái cảm giác của tụi em là rất là vui đó chị, vui hết mức luôn. Tại vì tụi em ở nhà quá lâu rồi, kinh tế thì nó cũng hạn hẹp hết. Thành ra là cuộc sống nó khó khăn quá, thành ra tụi em được xuất bến đi biển là tụi em rất là mừng. Cảm ơn chính phủ, nhà nước rất là nhiều đã hỗ trợ cho ngư dân tụi em. Dạ, một niềm vui nữa là em đã nhận được một món quà là biên phòng đã tặng cho em là hình của Bác và một lá cờ Tổ quốc rất là thiêng liêng. Đó là một cái động lực mà để cho tụi em cố gắng phát triển kinh tế, để cho nước nhà mình thêm mạnh mẽ phát triển hơn nữa. Đồng hành sát cánh là điểm tựa vững chắc để người dân yên tâm vươn khơi. Bộ đội biên phòng luôn thấu hiểu khát vọng làm chủ vùng biển quê hương và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của mỗi người dân. Để tiếp tục động viên người dân vươn khơi bám biển và lan tỏa hành động, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động chương trình tặng cờ Tổ quốc cho người dân thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển. Trong đó ưu tiên ngư dân các tàu đánh bắt xa bờ, dài ngày, địa bàn trọng điểm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, 2.750 ảnh Bác Hồ và 11.000 lá cờ Tổ quốc đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh trao tận tay ngư dân, giúp ngư dân thêm ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vươn khơi bám biển. Và đó cũng là chất keo gắn kết, tăng cường hơn nữa dân trên địa bàn các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân. Đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, người đã có hơn 10 năm vươn khơi bám biển, ngày hôm nay ông vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm của các chiến sĩ biên phòng. Với gia đình ông, vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là sự hiện diện của những người con đất Việt trên vùng biển của Tổ quốc. Giữa biển trời mênh mông, sự hiện hữu của quốc kỳ Việt Nam đã khẳng định chủ quyền của đất nước, để cư dân càng thêm tự hào, thêm yêu Tổ quốc và yêu biển hơn. Hôm nay ngư dân chúng tôi là được nhận cái lá cờ và ảnh của Bác thì trong lòng rất phấn khởi. Lúc nào mình cũng có tự hào là trước khi mình ra khơi là có ba lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác lúc nào cũng luôn luôn ở bên chúng ta. Rồi mong sao là nguyên một năm mình làm ăn cho nó được trọn vẹn. Tăng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi đã kịp thời động viên ngư dân bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho ngư dân thì thể hiện cái trách nhiệm của thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam trong thời đại mới, là cùng với các cấp, các ngành chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Qua hoạt động này thì nhằm cổ vũ động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, và qua đó thì cũng tuyên truyền luật biên phòng rồi các nghị định của chính phủ là giúp bà con vươn khai thác hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được trao tận tay cho ngư dân, mỗi chiến sĩ có mặt đều cảm thấy ý nghĩa và rất đỗi tự hào. Bởi không chỉ thể hiện được trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhân dân, đối với biển đảo quê hương, mà còn có một ý nghĩa đặc biệt, đó là góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với bà con ngư dân. Bữa nay là nhận cờ, thì cũng cảm ơn chính quyền và đội biên phòng tặng cờ, thì nói chung ra cũng mừng, là lý do là ghe mình ra vô rồi làm được thì đảng giờ ủng hộ cho mình thì mình mừng chứ. Nếu mà mình có tình huống gì thì mình phải điện về cho trạm đồn đồ cho các chiến sĩ biết.
cho mấy cấp trên đồ ta biết liền. Mình đi làm ở ngoài đó có tình huống gì xấu là mình cứ ấy thôi. Mình là ngư dân mà. Với mỗi ngư dân, thuyền là nhà, biển cả là quê hương. Chính vì thế, mỗi khi ra khơi, lá cờ Tổ quốc không ngừng bay trên nóc tàu của ngư dân, như để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngoài khơi xa.